Cuối cùng thì mình cũng mở được nhà hàng ở Canada rồi mọi người ơi. Hello mọi người, là Ash đang ở Canada đây. Nếu như ai đã theo dõi Ash lâu thì sẽ biết Ash sang Canada với tư cách là một du học sinh. Học xong tốt nghiệp rồi cũng đi làm như ba bạn khác. Nhưng mà may mắn là Ash được làm đúng chuyên ngành của mình, rồi cũng nhờ vậy mà trở thành thường trú nhân ở Canada. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ rằng học xong tốt nghiệp rồi sẽ về Việt Nam mở nhà hàng. Nhưng mà bây giờ chỉ còn 2 ngày nữa thôi là nhà hàng của Ash sẽ được khai trương ở Canada rồi. Hành trình đi được đến cái bước này thì thực sự cũng không hề dễ dàng một chút nào. Hơn 3 năm về trước khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Ash cũng đã thử mua lại một nhà hàng để kinh doanh. Nhưng mà cuối cùng khi chưa kịp bắt đầu thì đã thất bại. Nhiều người cứ nghĩ rằng Ash được sinh ra từ vạch đích, muốn mở nhà hàng thì bố mẹ đầu tư cho, có cái gì đâu mà để tự hào. Hu hu, không đâu nha. Ash thấy mình rất là may mắn khi được bố mẹ trang bị cho những hành trang tốt nhất. Nhưng mà Ash đã tự lập từ ngay khi tốt nghiệp rồi. Bởi vì Ash luôn muốn bố mẹ được tự hào về mình. Lúc mà bố mẹ quyết định cho Ash đi du học ấy, có nhiều người còn nói với bố mẹ Ash rằng con gái thì đằng nào chẳng đi lấy chồng, việc gì phải đầu tư cho ăn học nhiều làm gì. Trời ơi, Ash biết là bố mẹ Ash sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời nói này đâu. Nhưng mà khi Ash nghe được thì cũng có chút chạnh lòng đấy. Nhưng mà không sao, chính vì thế mà Ash càng có nhiều động lực để cố gắng hơn. Sau này cũng vì thế mà bố mẹ cũng sẽ vui vẻ. Dù ở xa nhưng mà Ash vẫn luôn có một cách riêng để quan tâm đến bố mẹ. Và những dịp lễ đặc biệt thì Ash cũng không quên tặng bố mẹ những món quà ý nghĩa. Nhưng mà mọi người có biết điểm khác biệt không? Bây giờ thì Ash đã dùng chính sức lao động của mình, những đồng lương Ash kiếm ra để mua quà cho bố mẹ rồi. Ash có tìm hiểu và đang sử dụng ứng dụng nụ cười để gửi xu về mua quà tặng bố mẹ. Đúng ý nghĩa của cái tên nụ cười thì Ash cũng đang mang lại nụ cười cho bố mẹ của mình. Theo như Ash được biết thì cái tỷ giá quy đổi của cái app này đang trong top đầu của Canada nha. Mấy cái việc mà liên quan đến tài chính này thì chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Hãy chỉ dùng những cái app uy tín để không chuốc họa vào thân. Nếu ai mà muốn biết câu chuyện khởi nghiệp thất bại từ khi là du học sinh của Ash thì Ash sẽ kể trong video tiếp theo nha. Bye bye!